Fortuner 2014 hôm nay đã về với khách hàng ở trên Lục Ngạn Bắc Giang các bạn nha. Hai khách hàng ở Bắc Giang, mỗi tội là đi xe máy xuống. Hai thanh niên đẹp trai từ đi xe máy từ Bắc Giang xuống. Từ đây về nhà cháu là bao nhiêu cây nhỉ? Hơn chứ, nếu như mà hơn 100 thôi à? À thế à? Ờ thế mà các bạn ấy đi xe máy xuống. Trời ơi là trời. Đi ô tô thì say. Ờ đi ô tô thì bị say. Ê, Bắc Giang nhá. Hai thanh niên đi từ Bắc Giang bằng xe máy xuống ô tô Hưng Oanh để đón em xe Fortuner 2014 về các bạn nhá. Ờ chào em Trần Phú, chào Đinh Văn Thắng. Chào Luyện Đoan, Hồ Hòa, Quách Thu, xin chào tất cả các bạn. Fortuner máy dầu màu đen 2014. Ngày hôm qua thì nhà mình cũng đã nhận cọc một chiếc Fortuner 2009 màu bạc. Và ngày hôm nay thì nhận cọc chiếc xe Vios G 2000 màu đen các bạn nhé. Còn đây là Fortuner 2014 màu đen. Đã được về với khách hàng ở Lục Ngạn Bắc Giang. Xin chào Thành Hạnh, chào Lan Anh, chào Nguyễn Hưng, xin chào tất cả các bạn. Đang hướng dẫn cho em khách hàng sử dụng màn hình. Fortuner 2014 màu đen. Xin chào Đỗ Thành. Khách hàng đã lắp thêm một chiếc màn hình thông minh Android và cài đặt mạng. Bây giờ thì hướng dẫn cho khách hàng sử dụng. Ui, có một chìa thôi. Có một chìa thôi à? Ờ. Nhưng mà nếu mà cháu mà muốn làm thêm một chìa thì có một chìa thôi. Cái kia trên mặt cái kia. Nó có tích hợp ở trên vô lăng. Đấy, nhỏ to đấy. Để nghe to chứ, nghe thích nhạc chứ nó thích. Cảm ơn giai đẹp ở Lục Ngạn Bắc Giang nhá. Bạn này chưa có người yêu nhá. Có em nào đăng ký một thanh niên đẹp giai ở Lục Ngạn Bắc Giang các bạn nhá. Chào chú ạ. Cảm ơn cháu nhá. Rồi cảm ơn cháu. Cảm ơn nhá. Nguyễn Huy Đức ơi, fan cứng mua xe ô tô sẽ được giảm giá nhá. Xin chào bạn Phạm Văn Cường. Chào Nguyễn Vũ Đức. Ê, cái chứ bây giờ một bạn đi xe máy, một bạn đi ô tô. Một thanh niên đi xe máy. Cảm ơn hai cháu nhá. Xin chào Phương Đông, xin chào Trần Hiền, xin chào tất cả các bạn, Đào Duy Anh. Ngày hôm nay thì nhà mình cũng đã nhận cọc chiếc xe Vios 2019 màu đen. Và hôm nay thì Vios chỉ còn một chiếc 2019 màu trắng này thôi. Về nha cháu nha. Ngày hôm qua thì mình mới về được một chiếc Karen 2015 các bạn nhé. Kia Karen 2015 chạy chuẩn 5 vạn cây. Chào Bùi Minh Phượng. Và hôm qua về một chiếc Mazda BT50 màu trắng. Máy dầu một cầu số tự động. Ngoài ra thì salon nhà mình đang còn khá nhiều Fortuner máy dầu các bạn nhé. Còn một chiếc 2013 màu bạc này. Ba chiếc 2010 màu đen này.
một chiếc 2019 màu cà phê số tự động này, và một chiếc 2009 màu vàng cát máy dầu số tự động các bạn nhé. Ngoài ra thì còn rất nhiều các dòng xe khác nữa. Cảm ơn em Nguyễn Đức Hà. Nguyễn Đức Hà ơi, lúc nào qua cho chị mấy chai dầu, mấy chai dầu lạc nhá, nhà chị hết dầu rồi. Xin chào Khu Dương, xin chào tất cả các bạn. Các bạn có nhu cầu mua hoặc bán những chiếc xe ô tô cũ chất lượng thì hãy đến Salon ô tô Hưng Oanh. Địa chỉ của nhà mình nằm trên mặt đường quốc lộ 10, thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cách cầu nghìn 5 km và cách thành phố Thái Bình 22 km. Và nhà mình gồm hai mặt đường đối diện với nhau các bạn nhé. Các bạn hãy đánh vào bản đồ với tìm kiếm ô tô Hưng Oanh để đến tận nơi xem xe và chạy thử. Ngoài ra nếu các bạn ở xa thì hãy kết nối Zalo điện thoại, mình xem thêm hình ảnh vào ban ngày và mình có thể mua bằng hình thức online. Xin chào Đặng Vân Mạnh, chào Thuyết Mai, chào Lê Tuấn. Xin chào tạm biệt các bạn và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của nhà mình. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.